Kính chào quý vị, tôi là Phạm Minh Hoàng. Chúng tôi đang đứng ở quảng trường Saint-Michel ở giữa thủ đô Paris. Bây giờ là 17 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2023. Kính thưa quý vị, cách đây 34 năm đã xảy ra một cuộc tàn sát đẫm máu tại quảng trường Tiananmen. Hàng chục ngàn sinh viên đã bị tàn sát dưới bánh xe tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm nay là kỷ niệm 34 năm. Chúng tôi là những người Việt Nam, chúng tôi đến đây để hỗ trợ và tỏ tình đoàn kết với nhân dân Trung Quốc và những nạn nhân. Và hôm nay đặc biệt cũng là ngày lễ của các người mẹ. Chúng ta cũng tưởng nhớ đến những nữ sinh viên, những người mẹ đã mất con, mất chồng ở trong cái cuộc thảm sát cách đây 34 năm. Anh em Việt Tân chúng tôi đến đây, thứ nhất là tạo tình đoàn kết với lại những người Trung Quốc là nạn nhân của các việc thảm sát. Đồng thời chúng tôi cũng đến đây để kêu gọi những người hiện diện ở đây đồng ký tên và có bản kiến nghị Hoàng Sa. Thì hôm nay có sự hiện diện của anh Trần Nhân Định là đại diện của cơ sở Việt Tân. Xin anh Định có thể cho khán thính giả biết về cái ý nghĩa và tại sao chúng ta có mặt của ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Tôi là Định. Như anh Phạm Minh Hoàng có giới thiệu, đại diện cho cơ sở Việt Tân tại đây, thì như quý vị biết là sang năm 2024 là kỷ niệm biến cố 50 năm cái cuộc xâm chiếm Hoàng Sa do Trung Cộng chiếm đoạt của Việt Nam chúng ta, và sau đó là vấn đề Trường Sa. Thì Bắc Kinh vẫn mong muốn rằng là với thời gian trôi qua thì thế giới sẽ quên đi cái vấn đề Hoàng Sa. Nhưng mà chúng ta người Việt Nam có trách nhiệm với đất nước, biển đảo của Tổ quốc chúng ta không thể nào quên được. Thành ra Việt Tân có đưa ra một cái đề nghị là bắt đầu từ đầu năm 2023 là những cái hoạt động để nhằm kêu gọi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước ký vào những cái thỉnh nguyện thư phủ nhận cái sự xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, cũng như lên án chế độ Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay đưa ra một cái rất là yếu ớt trên vấn đề biển đảo của Việt Nam. Ít ra cũng phải thưa kiện như là Philippines đã làm cách đây vào năm 2016. Thì từ đây cho đến đó, tất cả những nơi nào có cơ hội tụ tập đông người như là ngày hôm nay kỷ niệm biến cố 34 năm thảm sát Thiên An Môn, thì chúng tôi hiện diện ở đây để kêu gọi đồng bào người Việt cũng như người dân bản xứ ở đây ký vào cái bản đồng hành với chúng tôi để mà phản đối cái chuyện này. Vâng thưa anh, thì trước mặt tôi có một cái bản mà anh gọi là cái bản kiến nghị để họ đồng hành với chúng ta. Thì anh vừa nói là mình kêu gọi đồng bào Việt Nam để ký vào, nhưng mà tôi thấy ở trên bảng này có rất là nhiều người nước ngoài. Thì hôm nay là chung quanh là chúng ta đây là phần lớn là người du khách cũng như là người Pháp. Thì anh đánh giá như thế nào về cái sự hưởng ứng của những người đó? Tất nhiên hôm nay thì đa số khách ở đây là du khách, người Pháp cũng có, và người ngoại quốc, người Anh, người Pháp, người Mỹ, tất cả. Thì mình kêu gọi tất cả vào những cái dịp mà của riêng của cộng đồng Việt Nam tụ họp như là lễ lạc này kia đó, thì chúng tôi cũng có đến những nơi đó để mà xin họ tham gia. Thì đối với tôi cái đánh giá ngày hôm nay rất là tốt. Có nhiều người họ cũng đã biết cái biến cố này rồi, nhưng mà có một số người, nhất là những người trẻ, họ không hề hay biết vấn đề này, thì họ cũng rất là đồng tình với anh em chúng tôi mà thôi. Vâng, thì cái buổi hôm nay là cái buổi tưởng niệm mà kiến biến cố Thiên An Môn. Thì từ đây cho đến cái ngày chấm dứt cái chiến dịch này là chúng ta còn khoảng chừng 6 tháng nữa. Thì không biết là cơ sở của chúng ta có tổ chức những cái buổi xuống đường như thế này không ạ? Chắc chắn là có rồi ha. Tức là cái gần nhất là cái ngày quốc tế nhân quyền sắp tới, kỷ niệm 75 năm ngày quốc tế nhân quyền, là thế nào chúng ta cũng sẽ làm một cái gì đó cho tới đầu năm 2024 tháng Giêng, tức là đúng 50 năm, thì chắc chắn là toàn cơ sở Việt Tân khắp nơi trên thế giới sẽ trình lên những cái bản kiến nghị này với những cơ quan quốc tế, những cái ONG hay là kể cả Liên Hiệp Quốc. Vâng, cảm ơn anh. Xin cảm ơn.